Quý vị ơi, dạ em đang đi phim quý vị ơi, chứ em không có rảnh rỗi mà tới phim mà làm đầu như bà điên mà ngồi nói chuyện gì đâu quý vị ơi. Đang đi phim quý vị mà em quay tới sáng nha quý vị nha, em quay tới sáng. Thì ngày hôm nay em quay tới sáng mà tranh thủ giờ này ngồi live stream cho quý vị nha. Thì bây giờ mọi người thương em thì sẽ live stream ủng hộ giùm cho em quý vị nha. Thì ngày hôm nay em bán gì sản phẩm được mang tên là Asia Skin, sản phẩm chuyên dòng tắm trắng quý vị nha, thương hiệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc, cực kỳ trắng và cực kỳ ok. Mình chỉ cần để cho cơ thể chúng ta từ 5 đến 10 phút lập tức nó bật tông ra quý vị nha. Và điều đặc biệt là sản phẩm này có thể tắm mặt được luôn quý vị. Ví dụ mặt má nào mà đen quá, mặt má nào mà tần quá sử dụng giùm cho em gì nha, rất là ok luôn. Còn chần chờ nữa để số điện thoại giùm cho em, ai mua để số điện thoại xem livestream sim lên chia ủng hộ em nha mọi người. Mọi người ơi, đi đâu mà vội mà vàng dắt phải đá mà vàng phải dây giống gì nha, dừng chân đứng lại đây mua sản phẩm ACE tắm trắng giùm cho em hú hồn như gì nha. Cảm ơn chị xài, em xài hết rồi nha, anh chị em nào hết rồi thì comment số điện thoại giùm cho em xài sao cho anh, rất là đơn giản. Thì cái chai nó bự như một cái nồi cơm điện má, một cái chai nó bự như cái bình thủy má má. Sản phẩm cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả, nếu như không trắng thì mình đang hoàn trả lại tiền cho chị luôn. Hoặc là ai muốn kinh doanh sản phẩm này liên hệ anh, làm có bán áo vú không, bán áo vú tụt trầm mày đầu mày, tôi quất cổ mày lại á, quỷ hầm lừa. Mày thấy có ai mà bán áo vú mà không mặc áo không? Nè 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 nè, thiệt 100% vú này là vú bơm bơm hết chiều hay đó. Đó, tao chửi cho tao vừa lòng, tao bay thiệt sự, tao bán đồ cực khổ quá, mày đừng vô ghẹo chọc con nhá má. Đừng có bán đồ đi cực quá, ok văn văn để số điện thoại luôn. Không bị ăn nắng như gì nha, mà đặc biệt trong đây có chất chống nắng chỗ gì luôn. Thì một chai này là 490 ngàn, ví dụ chúng ta nghe 490 ngàn nghe nó hơi mắc mắc hay gì ha. Nhưng mà em nói gì tiền nào của đó như vậy nha, một ngày em ra rất là nhiều đơn về cái sản phẩm này. Mà để chừng 5 đến 10 phút tay rửa lại nước, nếu mà ai có thời gian để chừng nửa tiếng gì nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng, không trắng phá cái mặt của em mọi người ơi. Ô chữ ha, ok để chữ lấp bớt làm gì, lấp bớt được. Thằng chó tự nhiên chửi thằng chó khùng. Ok Nguyễn Quang số thoại có sĩ không? Ok Kỳ Duyên nếu mà sĩ thì em liên nhanh tay lại chân. Thì một cái chai như này là 490 ngàn. Bên đây có kem dưỡng da ban đêm và kem dưỡng da ban ngày luôn. Kem dưỡng da ban đêm là tập trung vào cái chất dưỡng da và kích sâu gì bên trong gì nha, làm da ta sáng lên mình lên. Còn đối với cái dòng ban ngày nó sẽ ta nói là có chống nắng chỗ gì luôn, rất là ok cũng như là hiệu quả. Bây giờ ơi mua lại số thoại trên mọi người nó chậm lại không nghe kịp hả? Chân mày chắc quá hả? Trời ơi, coi chân mày là chân mày tao nó thiệt mấy má nha. Uống miếng nước đây. Rồi xài hết tắm ha, bây giờ em sẽ rửa cho gì coi, bây giờ em sẽ rửa cho gì coi nha. Và đây là cái thao đã chuẩn bị gì đó, em đã chuẩn bị cái thao cho gì nha. Và bây giờ mình rửa ra, em mới mua hồi chiều anh chị em nào mua thì comment để số điện thoại cho bên em. Thì bên em sẽ alo cũng như tư vấn cho gì nha, gì nha. Đảm bảo là không bao giờ làm cái gì thất vọng nha, không bao giờ là mọi người thất vọng, cực kỳ ok luôn, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Đây em đã chuẩn bị một cái khăn thật là xinh tươi nha chị nha. Đây với cái khăn này em xin hát bài hát được mang tên Chiếc Khăn Tay Mẹ Mãi Cho Em. Trên kênh qua mẹ thiếu con trim, em ước mơ của chiếc khăn xinh đẹp lau bằng tay em sạch hàng ngày. Chị thương gì ha, hát chị thương duyên. Tư vấn sĩ ok chị, ai mua cứ để số thoại cho bên em chị nha. Thì bây giờ mình sẽ rửa ra nha chị nha, nhanh tay để chân nhau chị nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả. Cứ để số thoại cho bên em thì bên em sẽ alo cho chị cũng như là tư vấn cho chị. Cái này cực kỳ trắng má ơi. Dạ bên em đi quay gì? Mấy nay em nói gì em quay bên trong hoàng cung gì, tao nói là ở ngoài đây mà nắng chang chang gì em quay thuốc ở Long An. Mà em nói gì bây giờ phim mà em còn Long An gì, còn tối nay em về tới Đồng Nai gì, tao nói em chạy như một con điên gì. Cả tuần nay là em không chăm sóc được nhan sắc của em, nói chung là không có dưỡng da được nhau gì nha. Mà đối với sản phẩm này tao nói sức một lần là trắng như vậy nha, cực kỳ trắng và tao nói nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, rất là an toàn cho da của mình. Chị em nào mua thì bây giờ comment số điện thoại giùm cho em. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người, xin chào ngày hôm nay mọi người.